Phước Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ Nhi Khoa với khung giờ phát sóng quen thuộc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và như thường lệ, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng đến với một phần rất quen thuộc, đó chính là bản tin sức khỏe Nhi Khoa. Báo động bệnh tay chân miệng ở trẻ em đang tăng nhanh trong mùa mưa. Các bác sĩ cho biết, vào mùa mưa, trẻ em sẽ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, họng, viêm tai. Bé bị mắc các bệnh lý này thì bên cạnh việc virus gây bệnh phát triển ở các cơ quan hô hấp thì các dịch ứ động lâu ngày trong khoang miệng của bé sẽ tạo môi trường thuận lợi cho virus gây bệnh tay chân miệng phát triển. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong 4 tháng đầu năm 2022, thành phố ghi nhận 936 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó 95% các trẻ mắc bệnh ở độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi. Số ca bệnh tăng ở cả nhóm bệnh nhi nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú. Trẻ mắc bệnh tay chân miệng ở giai đoạn đầu sẽ xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau họng nhẹ, kém ăn. Các triệu chứng này rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh viêm da bóng nước do nhiễm khuẩn, nhiễm virus hay bệnh thủy đậu. Bệnh có khả năng tự khỏi sau 5 đến 7 ngày. Tuy nhiên, nếu không được điều trị đúng cách, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho trẻ, thậm chí tử vong. Để phòng ngừa bệnh tay chân miệng cho trẻ, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ rửa tay đúng và thường xuyên bằng xà phòng, nhất là trước khi trẻ ăn và sau khi đi vệ sinh. Làm sạch các vết bẩn, các dụng cụ đồ chơi bằng xà phòng hay dung dịch sát khuẩn. Lựa chọn chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho trẻ để tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả. Khi trẻ sốt cao trên 38,5 độ thì cho trẻ uống thuốc hạ sốt đúng liều lượng và cho con đến cơ sở y tế uy tín để được các bác sĩ chăm sóc. Nên xây dựng thói quen thăm khám sức khỏe định kỳ cho bé. Đây là một việc làm rất tốt, giúp bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để trẻ chống lại nhiều loại bệnh. Ngoài ra, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý, nếu trẻ mắc bệnh, số lượng mụn nước nổi nhiều hay ít không phản ánh bệnh nặng hay nhẹ. Khi trẻ có biểu hiện rung giật cơ, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị. Bé không tập trung, trí nhớ kém giai đoạn mẫu giáo sẽ ảnh hưởng đến thành tích khi trưởng thành. Nhóm nghiên cứu tại trường tâm lý giáo dục thuộc Đại học Montreal sau khi nghiên cứu dữ liệu về giai đoạn trưởng thành từ 0 đến 17 tuổi của 2.000 trẻ em đã đưa ra kết luận những trẻ được chuẩn bị tốt trước khi vào tiểu học có thể đạt được thành tích học tập, tâm lý và sức khỏe tốt hơn về lâu dài. Ngược lại, trong giai đoạn mẫu giáo, tức là trẻ từ 0 đến 5 tuổi, thì các biểu hiện như ngại giao tiếp, không năng động, không tập trung, trí nhớ kém sẽ gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của bé khi trưởng thành. Kỹ năng giao tiếp và vận động được xây dựng từ thuở nhỏ cũng quyết định sự tích cực của trẻ trong lớp học và mức độ tham gia các hoạt động thể chất ở tuổi 17. Vậy bố mẹ cần làm gì để cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung, học hỏi của bé trong giai đoạn từ 0 đến 5 tuổi? Một trong số những nguyên nhân gây suy giảm trí nhớ và sự tập trung ở trẻ là do chế độ ăn thiếu hụt dinh dưỡng. Cụ thể là trẻ thiếu các dưỡng chất não hoạt động và phát triển như protein, đường, vitamin B1, đặc biệt là omega. Bố mẹ cần lưu ý bổ sung cho trẻ những nhóm chất này trong giai đoạn phát triển. Hơn hết, omega 3 là dưỡng chất quan trọng giúp trẻ phản xạ nhanh, tăng khả năng tập trung, chú ý, ghi nhớ và học hỏi. Song cơ thể trẻ lại không tự tổng hợp được chất này mà cần bổ sung từ bên ngoài. Gần đây, nguồn omega thực vật đã trở thành cơn sốt ở các nước châu Âu và châu Á vì đã kiểm soát được dược liệu trong quá trình từ gieo trồng đến sản xuất. Nhờ đó không có nguy cơ bị nhiễm thủy ngân, không nhiễm kim loại nặng, đặc biệt an toàn và dễ dung nạp với trẻ em. Có loại dùng được cho bé từ 1 ngày tuổi, được tin dùng tại 60 quốc gia trên thế giới và cũng đã có mặt tại Việt Nam. Thưa quý vị, sự tập trung, chú ý, khả năng ghi nhớ đóng vai trò vô cùng quan trọng và ảnh hưởng đến sự thành công trong học tập và công việc tương lai của trẻ. Do đó, hiện tượng mất tập trung và ghi nhớ kém ở trẻ em luôn là chủ đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Trong giai đoạn phát triển đầu đời, nếu bé luôn có biểu hiện là sao nhãng, gặp khó khăn trong việc chú ý, dễ bị phân tâm bởi các tác động nhỏ thưa quý vị, mà không được rèn luyện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình học tập và phát triển bộ não của trẻ. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần phải nắm rõ các biểu hiện, nguyên nhân và tìm cho con em mình những biện pháp khắc phục phù hợp nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề này cùng với chuyên gia của chương trình. Ngay bây giờ, các bạn xin được trân trọng giới thiệu sự xuất hiện của thạc sĩ bác sĩ Đào Nguyễn Phương Linh đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chào Quốc Bảo, xin chào quý vị khán giả.
Quý vị thân mến, nếu như tất cả quý vị khán giả còn những thắc mắc hoặc là còn những câu hỏi nào muốn đặt về cho chương trình thì đừng quên số tổng đài của chúng ta đó chính là 1800 8070. Tất cả những chuyên gia của chương trình sẽ sẵn sàng giải đáp thắc mắc của quý vị. Và bên cạnh đó thì Quốc Bảo xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến với nhãn hàng Fito Bimbi Omega Junior, Omega thực vật giúp hỗ trợ và phát triển não bộ và thị lực cho bé, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, mời bác sĩ sẽ cùng Quốc Bảo đến với tình huống của ngày hôm nay nhé. Chị ơi, chị bị Tư ơi, bây giờ là nghe bà bình điện thoại bà gói, gọi rối rít là tôi chạy qua. Tôi vừa mở cửa ra là chị chàng vô liền. Mở cửa ra mình còn mở cửa cái gì? Chàng vô, chị cầm sẵn cái bọc kem. Chị cầm sẵn, hiểu không? Chị vừa bỏ vô cái con, bỏ cái bàn chạy về liền. Trong lúc này chị chạy về là chị chưa chạy vừa hô à, cái lên tinh thần về tới đây cũng còn cái nóng. Nghe không? Chị còn cái nóng cho em. Bà thấy cái mặt tôi đơ không? Sao đơ vậy? Trời ơi, bà khi nãy giờ bà nói mà mở cửa là nhào vô liền cầm cái bọc cơ cột kìa cho nóng. Mà mua cái gì hả má? Mua heo. Nhào ra cái chỗ lò, hiểu không? Tôi nó cầm mở cửa như đỡ cái bọc nó để vô trả tiền chạy về đây cho em liền. Nha, thôi từ từ mà mua cái làm gì mà gấp nãy tưởng không phải cho nó nóng. Nóng người thì ta nói là ăn cái đó là phải chứ giống như là nó tươi á chị. Đúng rồi, đồ tươi. Được rồi, được rồi. Vậy tôi đi chợ nghe. Chị, xong rồi chị bưng nó về đây đưa cho em trước. Thì mà khoan, hả? Nói nghe nè. Gì? Người ta nói ăn gì bổ nấy, bà mua cho ai ăn? Cho nhỏ nhỏ cháu tôi đó, bé Sóc, bé Sóc á. Trời ơi, bé Sóc có mặt á, thông minh lắm. Nhưng mà ăn hoài vậy ngán không trời? Ngán gì ngán. Ngày xưa em nuôi cha nó cũng vậy đó. Bởi vì giờ nó mới cứ ghen trội, nó mới trội qua đứa con. Rồi, thôi được rồi, tôi đi vợ nghe. À, mua rồi, liền mua liền chứ hả? Rồi, đi mua. Tại vì ở nhà lại phải làm món khác nữa. Cho rồi, nên rồi, là... Chị Tư mới qua chơi hả? Con coi. Trời, nó nghe là chị từ ngày có cháu tới giờ là em không có nói chuyện bình thường nữa, bị vậy luôn á. Sóc ơi, Sóc ơi, Sóc cười, Sóc cười, Sóc cười cái coi, Sóc cười cái trời ơi. Chào bà Tư, chào bà Tư, chào bà Tư coi. Trời ơi, chào bà Tư, cái giọng nó trương á, chứ phải như nít ta nít ra anh chào bà Tư, còn giọng á. Ê mà ngộ thông minh, nhỏ thông minh. Mình nói chuyện với nít còn nói đớ không mà mắc cười. Á tưng 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 tưng. Á tưng 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 tưng. Á tưng gì? Dạ con. Mới qua chơi hả Tư? Dạ có, Tư đi chợ rồi má mày gọi điện thoại nhờ tao đi chợ mua đồ cho bả mà. Mua đồ hả? Ừ, ốc heo. Mua 10 bộ chứ có nhiều đâu. Gì vậy? 10 bộ ốc heo. Mày làm gì mày vốn ngáo à? Cái gì? Đúng không hả má? Làm gì nữa? Đúng hả? Làm gì nữa? Trời ơi, con ngán lắm rồi á. Trời đất ơi, tao mua cho cháu tao ăn, mắc gì mày ngán? Đúng rồi. Bả mua cho cháu nội bả mà con có phải con ăn đâu mà con ngán. Mày đừng nói tao mày ăn nha. Gì đó. Ê, sao cái này hơi kỳ à? Cái nào mình ăn là ăn, còn cái này của là mua bà nội mua cho em bé mà sao mà con ăn là sao? Sóc, Sóc. Đây đây bà nội nó nghe nè con. Đây đây, Sóc góc qua đây bà nội. Đúng là nhà của bà muốn đi đâu bà đi à, tới từ lấy gì? À cái ly luôn rồi. Ôi đây cái ly. Nè, đây con ngồi đây với bà nội đi, bà nội cho cái ly. Ủa nó ăn mắc gì tự nhiên mà đi mà ăn của nó chị? Không, tại nó không biết á, hôm qua con cho nó ăn ốc len, ốc len xào dừa, còn ốc heo là con ăn. Trời đất ơi, mình có biết là cô giáo của con Sóc hôm qua tới đây bắn vô. Cô giáo ghé nhà mình hả má? Cô giáo đi một chiếc xe đạp điện. Hả? Xăng lên giá, cô đừng có chạy xe có xăng nữa. Cô chạy xe đạp điện tới đây, cô chạy một vòng, cô khé xe, cô chạy về. Cái xe gì ngộ vậy? Chạy ra khi cái hết điện. Trời bắt đi ra quay lại nhờ nhà mình sạc. Trời ơi, trong lúc sạc pin mới nói cái chuyện chấn động của bán vốn Sóc. Của nó vô học không có tập trung nè ha. Nên ngồi đây là mới với má nè. Có 4 ly cái nó chỉ cái ly má chưa kịp nói gì chứ nó không có tập trung. Đứa bé nó không có tập trung. Hiểu không? Mà nó trí nhớ nó kém lắm, cổ cầm cái hình tròn với cái hình vuông. Ở đây là hình dây, nguyên lớp là hình tròn hình vuông. Con mình nó lo việc từ chơi nhỏ tới bên. Dạo này con chưa sống ngồi yên đâu, nó không có ngồi yên được. Má vừa mới nghe câu đó là má chấn động luôn. Má rút sợi dây điện bổ ra liền. Ủa, đuổi cổ về liền. Trời ơi, má ơi. Ơi, kỳ vậy. Có gặp 4 nấc mà mới có 1 nấc là má cho về liền. Trời ơi, bà cũng ác được cho ta chạy thì đuổi đi giữa đường. Đâu có, tại vì cái máu đi của em nổi lên liền. Tại con em hồi đó nó thông minh lắm, đẻ thằng trai ra công nhận không con? Dạ. Phải công nhận là con má thông minh không? Chồng con khôn lắm á Từ. Đúng rồi. Khôn mới lấy con chứ. Đó, bởi vậy, thông minh lắm. Mà sao tại sao giờ đẻ ra đứa con này mà nó là mất tập trung? Kém tôi nói cho bà nghe là không phải là con nít không. Đừng chỉ bây giờ tôi với bà đang nói chuyện nè. Ở ngoài đường ai gây lộn tôi nhau ra ngoài tôi coi rồi tôi hỏi. Ủa nãy bà nói chuyện gì tôi kìa. Mình người lớn mà còn mất tập trung với con nít. Đâu, tại vì chị tập trung vô cái chuyện chửi lộn của người ta cho nên chị mới nhào ra. Đó, có nghĩa là chị đang ngồi đây cho em là chị vẫn tập trung là ngày xưa chị có ăn ốc heo không? Chị xưa có ăn không? Có ăn ốc heo cho nên mới thông minh.
Bởi vậy bây giờ phải ăn con ơi. Không có, thật ra cái chuyện mà Sóc nó không tập trung thì con cũng biết. Tại vì con cũng chăm sóc nó, con cũng thấy. Nhưng mà vấn đề là biết là nó bổ nhưng mà mình ăn nhiều quá nó cũng không tốt. Con đút nó làm sao mà ăn nhiều quá không tốt? Đừng có cãi tôi mà. Thật ra cái trường hợp của bé Sóc á là con có tìm hiểu rồi. Không phải bổ sung ốc heo đâu mà mình phải bổ sung là omega thực vật. Omega thực vật có đâu mà có mà bổ sung cho nó. Con nói thiệt, má không tin con. Không có tin. Tôi tin con không? Không biết nữa, tại vì không. Nào giờ tôi có nung nít đâu kỳ biết. Kỳ quá bà bạn, tôi bà kỳ quá bà tôi. Không lẽ gì bà nói tôi theo bà hả? Con gì nữa, bà nói câu không đi. Trời, không á. Không đó là sao? Thôi bây giờ hai người không tin con á, thì cùng con gặp chuyên gia đi. Dạ. Chúng ta bắt gặp một cái vấn đề là cháu của nhân vật trong tiểu phẩm bị cô giáo phản ánh trên lớp là có biểu hiện là bé thiếu tập trung và ghi nhớ rất là kém. Vậy thì theo bác sĩ, nguyên nhân là do đâu ạ? Nếu như mà một cái bạn nhỏ mà sống trong một cái môi trường đó mà ồn ào quá thì bạn nhỏ đó cũng rất là dễ bị mất tập trung. Ví dụ như là ngủ không ngon cũng là giảm trí nhớ và mất tập trung luôn. Ô nhiễm tiếng ồn rồi cả cái chuyện gọi là rối loạn giấc ngủ nữa. Đúng rồi. Thì cũng sẽ gây giảm trí nhớ, mất tập trung. Đặc biệt nữa đó chính là chế độ dinh dưỡng. Thật ra thì như thế này, về cái chuyện mà bổ sung những cái dưỡng chất cho em bé của mình ha, đạm, đường, rồi những cái chất xơ, vitamin thì đa số quý phụ huynh bổ sung hơi bị dư luôn á. Nhưng mà sẽ thiếu một thứ đó chính là chất béo, đặc biệt là cái omega. Thì omega là cơ thể của mình không thể tự tổng hợp được. Chúng ta sẽ phải bổ sung từ bên ngoài vào. Khi mà mình bị thiếu hụt cái omega đó thì mình sẽ thấy là giảm cái dẫn truyền thần kinh. Và nó cũng sẽ, cái hệ lụy của nó là kéo theo cái chuyện là đứa trẻ bị giảm tập trung, rồi giảm trí nhớ, hay giảm cái phát triển về cái mặt năng lực trí tuệ về sau này. Thì chúng ta thấy là có quá nhiều thứ ảnh hưởng lên cái chuyện gọi là mất tập trung, giảm trí nhớ của bạn nhỏ. Cho nên là cần phải đi tìm những cái nguyên nhân sâu xa để mà chúng ta có thể hỗ trợ, giúp đỡ cho các bạn nhỏ của mình. Vậy nếu như là bậc phụ huynh, các ba mẹ không phát hiện kịp thời những biểu hiện như là thiếu tập trung hay là ghi nhớ kém ở con mình thì các bé sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng như thế nào ạ? Nghe hậu quả nghe ghê quá. Nhưng mà thiệt sự nó là hậu quả thật. Bởi vì chúng ta sẽ thấy là nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển về sau. Ảnh hưởng đến một cái tương lai về sau thì thiệt sự mình dùng chữ hậu quả chắc cũng không sai. Như thế này, nếu mà giảm tập trung rồi giảm trí nhớ nè, thì cái đối với cái việc học tập chúng ta thấy là trước mắt học không giỏi thì ở trong lớp bắt đầu cái cảm thấy là thua kém bạn bè. Thì cái chuyện là càng lún càng sâu đó. Mà nếu mà không được ba mẹ quan tâm nữa thì rất là tội nghiệp cho các bạn nhỏ đó. Rồi trong cái vấn đề về cái cuộc sống sau này nữa thì chúng ta thấy là những cái bạn nhỏ đó khá là thụ động. Dạ đúng rồi. Nhưng đã nói hồi nãy về những cái nguyên nhân đó, nếu mà ngủ không ngon đó ha, thì đầu là vô lớp là rất là lơ mơ, rất là mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần luôn đó. Rồi khi mà không có cung cấp đủ cái chất béo, đủ cái dinh dưỡng cho bạn trẻ của mình như tôi đã nói ha, thì cái việc cái gọi là cái sự xây dựng cơ thể không đạt. Có nghĩa là có thể dẫn đến những cái tình trạng suy dinh dưỡng nè. Nhiều khi tôi hay nói với ba mẹ là mình không có cần học giỏi, nhưng mà mình có thể là một cái vận động viên giỏi cũng được. Vậy nhưng mà bây giờ không có sức để làm gì hết trơn luôn. Đó, cho nên chúng ta thấy là cái chuyện mà tập trung rồi chú ý rồi về năng lực, về trí nhớ rồi, nó có nhiều cái chứ không phải là chỉ có cái học chữ không, mà ghi nhớ cả những cái vận động để phát triển những cái vận động đó thì nó cũng quan trọng nữa. Nếu mà chúng ta bỏ lỡ những cái cơ hội vàng để cho con phát triển đó ha, rồi những cái phát hiện những cái vấn đề ở đứa trẻ của mình thì cũng có thể đi đến cái chuyện sa sút trí tuệ đó. Như bác sĩ đã chia sẻ thì việc thiếu omega là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc là mất tập trung và ghi nhớ kém ở trẻ. Trên thị trường hiện nay thì Quốc Bảo thấy omega thực vật đang trở thành một cơn sốt thật sự. Vì sao lại như vậy? Có nên dùng omega thực vật cho bé để cải thiện cái tình trạng là kém tập trung và ghi nhớ kém không ạ? Thật ra là omega, nghe cái từ omega thì các bạn chưa có cảm thấy là quen lắm, nhưng mà bây giờ nói cái này là sẽ quen nè. Có nghĩa là omega là một cái tên gọi chung. Thì trong omega sẽ có những cái chất khác, ví dụ như là DHA nè, vậy rất là quen. Rồi ALA nè, rồi EPA nè. Chúng ta thấy là cái neuron thần kinh, những cái tế bào thần kinh nha, thực chất là nó không có sinh ra thêm. Nhưng đối với trẻ thì ra là một cái tiến trình phát triển gọi là myelin hóa, có nghĩa là rất là cần những cái chất béo để mà hoàn thiện những cái tế bào não đó. Cho nên là cái việc mà cung cấp những cái chất béo cần thiết, đặc biệt là cái omega, cực kỳ quan trọng trong cái việc hoàn thiện sự phát triển của não bộ, rồi phát triển về trí tuệ về sau của đứa nhỏ. Ngoài ra thì cái nguồn thực vật thì
sẽ có cái lượng vitamin E rất là nhiều, rất là tự nhiên nữa. Và vitamin E này thì sẽ giúp bảo toàn được cái hàm lượng omega mà khi mà chúng ta đưa vào trong cơ thể. Dạ. Omega thực vật trở thành cái cơn sốt. Lý do là như thế này, là omega thực vật đó ha, thì nó sẽ chứa nhiều cái ALA hơn. Dạ. Thì ALA là một trong những cái chất quan trọng trong cái việc giúp bảo vệ cái tế bào não của trẻ và những cái tế bào khác nữa, tránh khỏi những cái gốc tự do. Dạ. Những cái gốc tự do đó là những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái ung thư sau này đó Bảo. So với cái nguồn từ động vật thì chúng ta thấy là cái nguồn thực vật, cái mùi vị rất là dễ uống, không có bị tanh. Cái quá trình trồng thì kiểm soát được cái chất lượng đầu vào, kiểm soát được. Rồi cái quá trình mà người ta sản xuất nữa kiểm soát được hết, cho nên là mình sẽ hạn chế được tối đa cái tình trạng là nhiễm kim loại nặng, mà đặc biệt là nhiễm thủy ngân nè. Vì vậy cho nên đó là một cái ưu điểm hết sức quan trọng để mà khi chúng ta lựa chọn cái sản phẩm an toàn cho con yêu của mình. Khuyến cáo các bạn về cái chuyện là hàm lượng omega trong đó, có nghĩa là omega thì chúng ta sẽ có omega 6 và omega 3. Thì nếu mà mình đạt được cái tỷ lệ ở trong sản phẩm là omega 6 trên omega 3 ha, đạt cái tỷ lệ 4:1 thì đó là một cái tỷ lệ vàng đối với cái việc là các bạn ưu tiên lựa chọn những cái sản phẩm như vậy cho con yêu của mình. Với những cái yếu tố vừa rồi thì chúng ta thấy rõ ràng á là nếu mà chọn lựa được cái sản phẩm mà gọi là đáp ứng những cái yêu cầu hồi nãy giờ mình nói đó ha, thì sẽ có thể giúp cho trẻ cải thiện được ha cái tình trạng gọi là mất tập trung, giảm trí nhớ và có thể phát triển về trí tuệ của con sau này. Xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và mong rằng qua những chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay, quý vị khán giả đã ghi nhớ được một số cách để cải thiện tình trạng là mất tập trung và giảm trí nhớ ở trẻ, nhất là vai trò của omega thực vật trong việc là tăng khả năng ghi nhớ, bắt chước và học hỏi của bé quý vị nhé. Hy vọng rằng các nhân vật trong tiểu phẩm của chúng ta sẽ biết ứng dụng những cái thông tin này để mà giải quyết vấn đề của mình. Xin mời quý vị sẽ quay trở lại tình huống. Hay quá trời đất đó. Ơi, má chịu tin con chưa? Sao không tin, tao chuyên gia tao nói rồi. Mà bởi vậy bây giờ á, con nghĩ á là phải bổ sung cái omega thực vật đó cho bé Sóc bắt đầu từ ngày mai thôi. Từ bây giờ đi, sao em sẽ nghiên cứu các loại hạt cái mua về cho con Sóc nó ăn. Con nó tên là Sóc chứ nó không phải Sóc chuột mà má cho nó ăn mấy cái hạt đó. Con sao con kỳ quá, con thấy chồng con thông minh không? Nữa ngày xưa nó ăn hạt không thông minh đó. Con nghiên cứu rồi, bạn con mới gửi qua cho con nè, là con của nó cũng bị cái trường hợp giống như bé Sóc vậy đó, cho nên là bổ sung cái này nè má. Đây là sản phẩm omega thực vật được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, hỗ trợ phát triển não bộ và thị lực cho bé. Omega thực vật này á giúp nâng cao chỉ số thông minh, giúp tăng khả năng học hỏi nè, ghi nhớ nè, đánh giá cho trẻ, tăng khả năng tập trung, bắt chước. Nhờ vậy á, bé sẽ thông minh nè, phản xạ nhanh và ghi nhớ tốt hơn, còn nhanh biết nói hơn nữa đó má. Sản phẩm này á không tanh, dễ uống, được làm dưới dạng là nhỏ giọt, rất là dễ sử dụng. Dùng được cho bé từ 1 ngày tuổi luôn đó má. Đó, má thấy chưa? Cái này tôi cũng cho nó uống được. Đây nè, con mua nhiều lắm đây nè. Đơn giản ha. Vậy được, nhỏ giọt nít nó uống dễ. Ê, vậy ngày mai bà cô giáo bà tới bà sạc điện nữa đây, má chỉ bây giờ giới thiệu cho con tao uống cho con ta có cái hiểu nó rồi, tập trung rồi giờ nguyên lớp nó giỏi đúng. Gọi là lớp xuất sắc luôn á. Lớp rồi. Bé Sóc học là xuất sắc luôn. Nhưng mà ngày hôm nay tư vẫn mua bột heo cho con nha. Rồi à? Con vô bếp con chưng cho má con ăn, tại bữa giờ thấy thương cháu nội quá, lo lắng hao tâm tổn sức tí nó tôi mất tập trung cái coi. Vâng, thưa quý vị, vậy là thời lượng chương trình của bác sĩ Nhi Khoa trong tập này cũng đã kết thúc rồi. Nếu như tất cả quý vị khán giả còn những thắc mắc hoặc là còn những câu hỏi nào muốn đặt về cho chương trình thì đừng quên số tổng đài của chúng ta đó chính là 1800 8070. Tất cả những chuyên gia của chương trình sẽ sẵn sàng giải đáp thắc mắc của quý vị. Quốc Bảo xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến với nhãn hàng Fito Bimbi Omega Junior, omega thực vật giúp hỗ trợ và phát triển não bộ và thị lực cho bé, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và bác sĩ Phương Linh xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến với tất cả quý vị và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những tập tiếp theo của chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Trời ơi, chị ơi, chị Tư ơi, bây giờ là nghe bà mình điện thoại bà gọi rối rít lên, tôi chạy qua tôi vừa mở cửa ra là chị chàng vô liền. Mở cửa ra còn mở cửa cái gì, chàng vô thì cầm thẳng cái bọc cho em. Chị cẩn thận, hiểu không? Chưa được. Bỏ vô cái con, bỏ vô bạn chạy về liền. Trong lúc mà chị chạy về là chị chưa chạy vô à, để lên tinh thần về tới đây cũng còn cái nóng. Nghe không? Chỉ còn cái nóng đó cho em.